Xin chào các cô bác, anh chị ở trong phòng Zoom hôm nay. Tôi tự giới thiệu, tôi là Đào Thế Nhâm ở Dĩ An, Bình Dương. Năm nay 72 tuổi rồi, đã được 3-40 năm công tác thì nghỉ hưu. Thì cũng may mắn là được bác sĩ Nghĩa, rồi bác sĩ Hạnh, rồi chị Xuân, rồi anh Trường, các anh các chị cũng đến chăm sóc sức khỏe cho bà tôi, cho bà mẹ tôi. Và cũng nhờ các anh các chị mà mẹ tôi đã kéo dài cái sự sống trong 1 năm nữa, dùng cái thực phẩm của Amway, tất cả cái sản phẩm dinh dưỡng đó để mẹ tôi đã sử dụng cái đó coi suốt trong 1 năm từ khi mà các bác sĩ đến chăm sóc. Và tôi cũng không phải vì chăm mẹ mà vì tuổi cũng hơi lớn nên là sức khỏe nó có nhiều cái thiên giảm. Tôi vừa bị tiểu đường, vừa bị thận, thậm chí đến lúc đến bệnh viện Bình Dân, bác sĩ đã nói tôi là bị suy thận độ 4 rồi. Tức là nó có 5 độ, mình đã bị độ 4 rồi. Mà bị độ 4 thì chuẩn bị phải chạy thận rồi. Ở nhà các con, các cháu tôi, thì các cháu nó đã nói là thôi giờ con hiến thận này, cháu hiến thận này, bà cứ yên tâm, với ông cứ yên tâm, không có việc gì sức cả. Thế thì tôi cũng băn khoăn, thì bác sĩ cũng tìm một chuyên gia giỏi của bệnh viện Bình Dân khám và theo dõi hàng tháng sức khỏe cho tôi. Nhưng mà đồng thời thì phải cũng nói chuyện với bác sĩ Nghĩa, với bác sĩ Hạnh, rồi các chuyên gia điều dưỡng. Thì các anh các chị cũng đã giúp tôi, cho tôi một cái thực đơn. Thực tình mà nói thế này, lấy cái toa thuốc của bác sĩ ở bệnh viện Bình Dân, hôm ấy là cũng vì Covid rồi cho nên là không đi được, tôi mới nhờ bác sĩ Hạnh mua. Bác sĩ Hạnh nói là cái này nó nằm ở trong cái thuốc của bác đã có sẵn của Amway rồi, bác phải mua cái gì nữa thì cái này có sẵn cho bác tôi được uống. Rồi bác sĩ Nghĩa cho tôi cái toa thuốc. Thực sự là may mắn là khi tôi uống thuốc được 2 tháng thì từ suy thận độ 4 mà nó xuống đến độ 3, độ 2. Và đến bây giờ thì bác sĩ ở bệnh viện Bình Dân mới tháng vừa rồi thì nói tôi là thôi bây giờ của chú không có phải đi khám hàng tháng nữa, mà cứ 3 tháng chú khám 1 lần được rồi. Vì thế này là chú không phải sử dụng bất cứ một cái gì, thì thận cũng đủ tiêu chuẩn lọc máu cho chú rồi, làm tất cả mọi việc. Cứ 3 tháng tôi đến tôi kiểm tra 1 lần cũng được, không phải kiểm tra hàng tháng. Đấy là một cái sự kỳ diệu của Amway. Và tôi cũng sử dụng cái liệu trình đúng như là lúc đầu thì nó cũng có trịch choạc một chút, sau đó thì cũng phải báo cáo bác sĩ Nghĩa hàng hàng tuần á, là tình trạng như thế thì nên uống liều lượng như thế nào. Chứ trước đây bác sĩ nói tôi chỉ cần uống 6 muỗng protein thôi, sau bác sĩ nâng lên 7 muỗng, 8 muỗng protein, còn đúc rét hoặc là gan rồi tim rồi C rồi vitamin E các thứ đó là tôi uống theo liệu trình của bác sĩ Hạnh với điều dưỡng Chi Xuân, Lê Xuân. Thì tôi thấy là mình sử dụng nghiêm ngặt cái đó suốt trong mấy tháng Covid không ra ngoài mà uống nó, thì tôi thấy là người tự nhiên tiểu đường nó mất tiêu đi, không còn nữa, huyết áp cũng trở lại cứ chăm 120, 125 trên 80 hoặc 7 năm liên tục như thế trong suốt trong mấy tháng vừa qua mà không hề uống thuốc tây nữa, nhiều đường cũng không uống, mà thuốc thận cũng không uống nữa. Tôi chỉ sử dụng cái thực phẩm của Amway thôi. Thực ra thì tôi là người kinh doanh, tôi cũng xuất phát từ 2 bàn tay trắng mà làm lên một cái doanh nghiệp, nó cũng tồn tại được 30 năm rồi. Và hiện nay cái thu nhập của tôi cũng tương đối một chút. Nhưng mà không phải vì thế mà không muốn kinh doanh Amway. Nhưng mà tôi thì tôi lại nghĩ là thôi để cho hướng cho con, cho cháu sẽ đi theo cái ngành ngành hàng kinh doanh Amway này. Tôi thấy thực sự nó có triển vọng và có hiệu quả. Mặc dù là tôi đã
trước đây tôi làm công tác cũng tương đối ở vị trí tương đối cao rồi đấy, lương hưu cũng hơn chục triệu một tháng, nhưng mà tôi nghĩ không thể bằng cái chị đi bán hàng ở ngoài được. Mà nếu mà tôi đi bán chắc chắn là sẽ được, nhưng mà thôi để cho con cháu nó đi nó làm. Mặc dù là hiện nay là đã hướng cho mấy đứa cháu học thạc sĩ rồi kỹ sư, thậm chí có đứa đang học trên đại học để gì, để đi muốn tranh thủ đi làm việc cho nhà nước hay cho các cái công ty tư nhân hay công ty nước ngoài. Tôi nói là các cháu nó làm có giỏi lắm thì cũng chỉ 20 triệu đến 30 triệu một tháng thôi, nhưng nếu mà nó phấn đấu nó bán cho hàng ra ngoài, hàng ra ngoài này không phải là lừa đảo mà cũng không phải là thuốc, nhưng mà cách sử dụng, cách làm việc đúng mực và tham gia và chăm sóc bệnh nhân hay chăm sóc cái người mà người ta sử dụng cái mặt hàng ở ngoài của mình đúng mức, thì tôi nghĩ rằng là các anh các chị cũng như là con cháu tôi nó sẽ có cái thu nhập tương đối cao. Tôi không dám hứa nhưng chắc chắn là tôi sẽ giúp cho con tôi nó phải phấn đấu được 50 triệu một tháng. Tại vì trước đây cháu nó cũng đã từng đi bán hàng ở ngoài rồi, nó bán ở bên Mỹ chứ không phải bán ở bên Việt Nam. Sau mà tôi cấm thì may ra con nó cũng nghe thì nó không bán nữa, nhưng mà sắp tới thì tôi khi mà cháu nó về tôi lại hướng cho nó làm cái đó, và mấy đứa cháu con ông anh và chị rồi đấy thì tôi cũng ra cho nó làm. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái mặt hàng rất là ổn định và rất là tốt. Ngược lại khi mà tôi mặc dù là không bán hàng ra ngoài nhưng tôi sử dụng hàng ngoài, mà các anh các chị cũng tạo điều kiện cho tôi tập thể dục buổi sáng rồi trao đổi giao lưu với anh các chị rồi đọc rồi nghe đọc sách buổi chiều, rồi thí dụ như hôm nay được mời đến nghe đến dự thì tôi thấy như thế này. Trước đây mình làm ở cơ quan nhà nước và trước đây tôi cũng có lúc đến 200-300 công nhân, nhưng mà cái tình cảm của mình đối với những người đồng nghiệp ở cơ quan nhà nước hay là ở các cháu nó làm cùng với tôi, thực sự mà nói thì cái gắn bó thân thích vui vẻ như là hiện tại được sự tham dự với các chương trình của các anh các chị của VTM thì ở miền Đông này tôi thấy ấm cúng hơn và thấy hồ hởi hơn, và cũng chả biết làm sao là cứ sáng bốn bốn rưỡi là không ngủ được nữa, phải dậy rồi, dậy chỉ mong là sao để nghe cô Hằng Nga hướng dẫn về về ngồi thiền rồi là tập dịch chân kinh. Tôi thấy đấy là cũng những nó tạo cho mình có một cái động lực mà phấn đấu phải dậy sớm phải làm việc cho tốt hơn, rồi có những cái gì đấy mà có thể ngồi sau khi đọc nghe đọc sách xong để chia sẻ với nhau những cái tâm tư tình cảm, những cái khó khăn trong trong cuộc sống trong gia đình. Tôi thấy đấy cũng là một cái tình cảm rất là tốt của các anh các chị bán hàng trong kia may. Thực ra thì còn rất nhiều vấn đề cần phải trao đổi, nhưng mà thôi để nhường lại người cho các anh các chị nghe tiếp, các anh các chị có thể có chia sẻ hay hơn tôi. Rồi xin kính chúc các anh các chị có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống và gắn bó với cái ngành hàng của công ty hôm nay này ngày càng phát triển thịnh vượng hơn. Rồi xin cảm ơn.